ôn lại những gì một năm qua, có những điểm ưu, có những điểm khuyết chúng ta cần phải khắc phục và phát huy để ta đã đầy chuẩn bị cho năm tới mình phát huy những điều tốt lành, để lại có những điều may mắn đến với mình hoặc là những điều tốt lành đến với mình. Thì trên tinh thần đó thì Thiền viện Chánh Tâm hôm nay được chư tăng cùng Phật tử biết lễ tất niên. Chúng con cũng rất là vui được cung thỉnh chư công đức Cao Ni về đây tham dự. Chúng con rất hoan hỷ được sự hướng khả của Hòa Thượng Thông Tạng, Thượng Tọa Thông Giải, Thượng Tọa Tuệ Đạt và chư tăng ở Đại Đăng và chư ni ở Am Thất về đồng tham dự. Và đồng thời cũng chư Phật tử gần xa về tham dự buổi lễ đến ngày hôm nay, chúng con xin đại diện đạo tràng đầu tiên gửi lời kính chúc chư tôn đức tăng ni được sức khỏe, phú trí trang nghiêm, hành nguyện từ lại đời tham của quý ngài được sống thành tựu viên mãn. Để chúc quý Phật tử mong cầu bước sang năm mới thân khỏe tâm an, luôn mở lòng bồng tay đón nhận khai mở cái mùa xuân biên biển để là mỗi chúng ta, để lời chúng ta sống và vui xuân mà bất gì không nè. Và đây là kết thúc cho tự mình luôn luôn được như vậy.